Vâng, em Hoàng An xin gửi lời chào đến tất cả anh chị Hoàng thân yêu. Chào mừng tất cả anh chị đã đến với buổi lên sóng báo giá hai mẫu xe mới nhất vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương của em Hoàng An, của kênh YouTube An Ô Tô của Bình Dương, kênh bán hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Anh chị xem video qua kênh YouTube thì nhớ ấn like, đăng ký kênh, đặc biệt là nhấn nút chuông bên cạnh để ủng hộ kênh cho em anh chị nhé, cũng như là theo dõi những cái mẫu xe mới nhất vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương. Hai số like quen thuộc của em An vẫn là 0943 444 550, số điện thoại 0968 390 391 anh chị nhé. Em Hoàng An thì chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt là xe đẹp, xe lướt, xe cọp, em mua nhanh và mua giá cao anh chị nhé. Đấy, anh chị cần mua bán thì cứ alo trực tiếp với em An. Ngày hôm nay thì em Hoàng An giới thiệu hai mẫu xe, nhìn qua thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau đúng không ạ? Hai mẫu xe khác nhau hoàn toàn, nhưng mà có một điểm chung, đó là hai mẫu xe đang được ăn khách nhất hiện nay, được ưa chuộng nhất hiện nay. Trước mặt anh chị đó chính là chiếc Hyundai Elantra GLS số sàn, sản xuất 2016, máy 1.6 số sàn anh chị nhé. Và giá bán cho em này đang là 520 triệu còn thương lượng. Đấy, tiếp theo là một chiếc Honda City Top, City Top 2017 bản Top anh chị nhé, 2017 bản Top. Chiếc xe cũng mang biển tỉnh và giá bán cho em này đang là 485 triệu, màu mận chín, màu đỏ đô, rất là đẹp đúng không ạ? Ơi. À, đi vào ở bên trong á, có cái con Xpander màu bạc ấy, nhìn con Xpander màu bạc không? Nó có cái ở bên trong cửa hàng á, bảo bé Kiên chỉ cho. Xpander màu bạc mà cái ghế tài của nó có một cái phủ ghế mà bây giờ mấy thằng nó không có lắp vào được, cậu lắp vào chỗ giúp mình á. Nó có một cái phủ sẵn rồi. Ừ. Nhá, cứ hỏi con Xpander màu bạc. Nhìn đi, cái ghế tài á. Ngay cửa ra vào ấy, nhìn đi. Ừ. Đây, màu này thì chiếc xe này 485 triệu và ngân hàng hỗ trợ cho mẫu xe này thì lên đến 320 triệu anh chị nhá. Đấy, 320 triệu. Và hai mẫu xe này thì em Hoàng An đều luôn luôn là cam kết về chất lượng xe. Đấy, em sẽ giới thiệu ngay vào chiếc Honda City Top 2017 trước đi, màu đỏ đô hay mình gọi màu mận chín cũng được. Về bản Top này thì cuối 2017 anh chị nhá, đăng ký cuối 2017 mới ra form mới và ra bản Top này. Và hệ thống đèn pha, đèn hậu sau, đèn gầm đều là dạng full LED. Đấy, full LED luôn. Có giải đèn LED định vị ban ngày. Đấy. Ở bản Top này là full LED luôn anh chị nhá. Đấy, mặt ga lăng mạ chrome. Đó. Chiếc xe này thì hiện tại odo đang là 30.000 km. Vỏ teo xe hết anh chị nhá. Tất cả vỏ teo xe. Mâm đúc là răng đa chấu, rất là đẹp, hai thắng đĩa ABS. Đấy. Một giải đèn LED tích hợp sinh nhân bao rẽ ban ngày. Đấy, tích hợp một giải LED tích hợp bao rẽ ở trên gương chiếu hậu. Đấy, tất cả đã được lẹp kính inox cũng như là vè mưa cũng được ốp mạ xi. Rất là sáng bóng. Tay lắm cửa là nguyên bản theo xe là tay lắm cửa mạ chrome, có khóa cảm biến thông minh anh chị nhá. Đấy, ở bản Top này thì hai bánh sau cũng là đang trống thôi. Đấy. Rất đẹp đúng không ạ? Bốn mắt cảm biến re này. Bốn mắt cảm biến re. City là mẫu xe phân khúc hạng B. Rất là được ưa chuộng hiện nay. Sự tiết kiệm nhiên liệu, kiểu dáng đẹp, đặc biệt là option, độ rộng rãi của nội thất thì nó khỏi bàn đúng không ạ? Là mẫu xe phân khúc B nhưng mà về thiết kế nội thất thì quá là rộng rãi. Cốp sau đây siêu rộng đúng không ạ? Tha hồ để đồ luôn anh chị ạ. Thoải mái luôn. Đó. Xe Hoàng An vẫn luôn luôn là bao về lỗi cho anh chị nhé. 485 triệu và giá thì luôn luôn còn thương lượng. Khi mà anh chị thực sự quan tâm về mẫu xe này thì lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương. Hai mẫu xe này thì em đã cho anh em thợ rửa gầm máy cũng như là đánh bóng chi tiết rồi. Thế là nhìn rất là mới đúng không ạ? Đấy. Không hề có lỗi luôn. Mâm đúc la răng thời ở đây thì là mâm đúc la răng đa chấu nha anh chị nhá. Đấy, vỏ teo xe này, vỏ teo xe. Mâm đúc la răng 16, á, rất đẹp. Và khám xét lưu hành của mẫu xe này thì còn miên man luôn. Đến tháng 2 năm 2022 phí đường bộ lắm vậy. Xe thì hiện tại đang đeo biển số Sóc Trăng nha anh chị nhá. 83. Rồi, vào phần nội thất luôn anh chị nhá. Thời tiết thì cũng chuẩn bị mưa rồi và em Hoàng An sẽ lướt lướt qua thôi. Ở bản Top này thì tất cả là đều là ghế da theo xe. Đấy, chủ xe thì cũng đã trang bị thêm các bậc lên xuống rồi, ốp mạ xi lốc. Đấy, gương kính chỉnh điện, gương cục chỉnh điện, thắng tay cân bằng điện tử, hở hành ngang dốc đầy đủ hết. Vô lăng tích hợp. Đấy, vô lăng tích hợp và trên vô lăng thì có một nút cruise control này, kiểm soát ga tự động. Đấy. Ở bản Top này thì được trang bị 6 túi khí nha anh chị nhá. 6 túi khí này. Điều hòa auto này, điều hòa auto này. Đấy, điều hòa auto. Đấy, auto khóa đèn lẩu thông minh. Đấy, lấy số vô lăng đầy đủ hết. Hộp số vô cấp nha anh chị nhá. Hộp số vô cấp này. Đấy, quá đầy đủ rồi đúng không ạ? Phủ táp lô, một cái màn hình giải trí 7 inch ở đây, có cam lùi đầy đủ hết. Đó. Đây mặt đồng hồ hiện tại đang là 30.000 nha anh chị nhá.
Đấy, xe thì em Hoàng An luôn luôn là bao lỗi tuyệt đối cho chị rồi. Và hàng ghế sau luôn luôn là một cái trung tâm của Honda City, rất là rộng rãi và có thêm cửa gió điều hòa ghế thứ hai nữa. Sự đây là một cái điểm rất là cộng của Honda City so với những cái mẫu xe phân khúc hạng B cùng phân khúc luôn, cùng hãng khác thì hiện tại thì có Accent 2020 thì có cửa gió sau thôi, còn tất cả các mẫu xe khác thì hiện tại chưa có anh chị nhá. Đấy, đầy đủ hết các ốp inox chống chảy xước cũng như là lót sàn đầy đủ hết rồi. Rồi, vậy thôi, em sẽ giới thiệu phần khoang động cơ nhé anh chị nhé. Động cơ của Honda City là động cơ 1.5, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu anh chị ơi, siêu tiết kiệm nhiên liệu, khỏi bàn. Đây, em giới thiệu máy 1.5 và mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối nha anh chị nhé. Đó. Em cam kết tuyệt đối vấn đề đâm đụng thử kích. Đó. Máy 1.5 anh chị nhé, nguyên bản hết. Đó. Ok, máy rất là đẹp đúng không ạ? Tiếng nổ của Honda City rất là êm, siêu êm luôn. Đó. Rồi, rồi 485 triệu anh chị nhé, giá còn thương lượng cho một chiếc xe bản top 2017 này bên em. Rồi tiếp tục sang một chiếc Hyundai Elantra số sàn, một mẫu xe mà bên em cũng còn duy nhất một chiếc này thôi. Vừa rồi thì như anh chị nếu mà đã theo dõi kênh của em cũng biết đấy, em về ba bốn con nhưng mà đều bán hết rồi. Duy nhất còn chiếc xe này về sau cùng thì bữa nay em mới dọn xong, 2016 màu nâu vàng. Và giá bán cho em này đang là 420 triệu, giá thì còn thương lượng thoải mái cho anh chị nhá. Đây là mẫu xe phân khúc hạng C, kiểu dáng đẹp, tính năng an toàn đầy đủ. Đó, cực kỳ là đẹp. Và mẫu xe này thì ngân hàng hỗ trợ cho mẫu xe này 240 đến 250 triệu. Đây, những cái thiết kế thì cũng vẫn rất là Hyundai đúng không ạ? Kiểu dáng rất là đẹp. Cụm đèn pha halogen kết hợp với giải đèn led định vị ban ngày cũng như là cụm đèn pha dạng thấu kính anh chị nhá. Dưới là đèn gầm sương mù này, em chưa bật này. Mặt ga lăng mạ chrome. Đó, mạ chrome sáng bóng luôn. Đó. Rất đường nét, ngôn ngữ thiết kế của Accent của Elantra của dòng những cái vòng của Hyundai này, những cái ngôn ngữ thiết kế rất là đặc trưng. Đấy, cũng có một cái rẻ đèn một cái đèn nét báo rẽ ở trên gương chiếu hậu, mâm đúc la răng 4 thắng đĩa ABS anh chị nhá. Đây, mâm đúc la răng thì nó cũng hơi chảy một chút, mâm đúc la răng 15. Đấy, màu xám. Cực kỳ đẹp, màu nâu vàng này thì nó rất là sạch sẽ. Các tay nắm cửa cũng đều mạ chrome, có khóa cảm biến thông minh. Đấy, đầy đủ hết. 4 vỏ Michelin anh chị nhá, xe sử dụng 4 vỏ Michelin. Và cụm đèn hậu sau thì được Hyundai trang bị cho Elantra là dạng cụm đèn hậu giống Accent đấy ạ. Đó. Accent thì cũng là dạng một chiếc xe thu nhỏ của Elantra thôi. Cụm đèn hậu sau dạng LED 3D này. Đấy, 4 mắt cảm biến lùi, hai cái đèn phản quang. Đó, cũng đã có cam lùi theo xe rồi. Đấy, và cốp sau của Elantra thì cũng siêu rộng rãi, cực kỳ là rộng rãi luôn. Đấy, mẫu xe phân khúc C mà, siêu rộng rãi luôn. Anh chị đi gia đình kinh doanh dịch vụ đều ok cả. Đó, rất ok. Tất cả đã dán phim quét nhiệt rồi. Và có một cái đèn báo thắng ở kính gió sau, chắn gió sau. Đó, rất ok đúng không ạ? Không có gì để bàn cho mẫu xe này. Dán phim quét nhiệt hết các cửa rồi anh chị nhé. Đó, tất cả các kính chắn gió đều dán phim quét nhiệt. Đó, rồi. Và anh chị khi mà xem xe thì muốn làm đẹp chi tiết, làm gì đó thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị làm đẹp anh chị nhé. Rất là đơn giản thôi. Rồi mình cùng vào trong thiết kế nội thất của mẫu xe này để xem ha. Đây, chiếc xe này thì đã có trang bị ghế da màu kem nhưng mà nó cũng hơi cũ rồi. Và bên trong còn nguyên bộ ghế lỉ zin theo xe nha anh chị nhé. Đó. Đây, gương kính chỉnh điện. Đó. Cái này thì được chủ xe dán carbon ở đây, chống trầy xước, gương kính chỉnh điện. Bùa lăng 3 chấu cũng tích hợp đầy đủ những nút chức năng ở đây anh chị nhé. Hai túi khí an toàn, ở bản này thì cũng hai túi khí an toàn thôi. Hiện tại xe đang chạy 45.000 km. Đó, 45.000 km. À, chủ xe đi rất là dữ này. Cục cần số cũng dán, cũng làm một cái phủ ở đây chống chảy xước. Đây, đây là start top này. Đấy, một cái màn hình ở đây 8 inch. Đó, điều hòa cơ chỉnh tay đầy đủ hết. Đó, nội thất rất là rộng rãi đúng không ạ? Không gì để bàn mẫu xe này. Đấy, ở phân khúc C này thì cửa gió điều hòa cũng có trang bị ở hàng ghế thứ hai, rất là đầy đủ thôi. Không gì để băn khoăn cả. Đó, cửa gió điều hòa. Ok. Đó, tông màu đen pha xám nhé. Ok đúng không ạ? Đó. Rồi, trần ni lông theo xe, được trang bị hai đèn trần này, trần ni lông theo xe. Đó,
hai túi khí an toàn, bốn loa giải trí, đầy đủ hết. Rồi, sau đây em sẽ giới thiệu đến phần khoang động cơ nhé anh chị nhé. Xe này thì sử dụng động cơ 1.6. Đây là cha chạy thì cực kỳ là đầm, và bốc xe rất là đầm luôn. Đấy, em An cũng trải nghiệm rất là nhiều rồi. Đây, mọi chi tiết là nguyên bản nhé anh chị nhé. Đó, những cái chi tiết ốc cabo là nguyên bản này. Keo chỉ là tuyệt đối không mất một phân nào hết á. Máy nổ rất là êm ái đúng không ạ? Đó. Chi tiết ốc nguyên bản hết đây. Đó. Ok chưa? Đó. Nguyên bản tuyệt đối hết. Em xin nhắc lại nhé, giá của mẫu xe đang là 420 triệu và còn thương lượng. Thì mà anh chị đến xem xe trực tiếp. Đó, em rất mong là anh chị không trả giá trên điện thoại, trừ những trường hợp anh chị ở quá xa thì em sẽ báo một cái giá chuẩn nhất cho anh chị. Còn đâu trường hợp mà anh chị trả giá thì em ra là rất là khó cho em để mà vấn đề mình chốt giá khi mà mình chưa xem xe anh chị nhé. Rồi, ok anh chị, một lần nữa thì cảm ơn anh chị đã dành một chút thời gian quan tâm theo dõi về hai mẫu xe Elantra GLS 2016 số sàn màu nâu vàng 420 triệu và một chiếc Honda City Top 2017. Đấy, bản top nha anh chị nhá. 485 triệu và hai chiếc xe trên đều là hỗ trợ ngân hàng tối đa trên toàn quốc. Cam kết tuyệt đối về đề lỗi. Rồi, một lần nữa thì anh chị quan tâm về hai mẫu xe này thì alo trực tiếp cho An cũng như là lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương số 1968 ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, cách ngã tư 51 km. Hoặc truy cập trực tiếp website siêu thị ô tô Bình Dương.com để xem xe và thương lượng thêm về giá anh chị nhé. Em Quan xin gửi lời chào và gặp lại anh chị. Tất cả anh chị, xin chào và gặp lại anh chị.